Chương trình tiếp tục với các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, tính đến nay, số người thiệt mạng trong trận động đất hôm 3 tháng 4 ở Đài Loan, Trung Quốc đã tăng lên 13 người. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm và cứu nạn, ngay cả khi mốc 72 giờ quan trọng sau thảm họa đã trôi qua. Trong 2 ngày qua, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 3 thi thể trên một đường mòn ở công viên hẻm núi Taroko, đưa tổng số nạn nhân thiệt mạng do động đất lên con số 13 người. Hiện vẫn còn 3 người mất tích ở công viên này, được cho là người trong cùng một gia đình. Sau 72 giờ đầu tiên, kể từ khi xảy ra thảm họa, tỷ lệ sống sót của các nạn nhân đã giảm mạnh. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm những người bị mất tích. Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ cử một đội cứu hộ gồm 7 thành viên đến vùng lãnh thổ này để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn ở khu vực đồi núi. Đây là đội cứu hộ nước ngoài đầu tiên đến Đài Loan kể từ sau trận động đất.